Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 15. Quảng bá kinh Phật. In kinh, ấn tống kinh sách thì được nhiều công đức. Phàm gặp chuyện chúc mừng, cầu phước, sám hối, tiêu tai, siêu độ đều thích hợp cho việc in kinh. Hòa thượng từng nói, nếu các vị phát tâm in kinh, lưu hành đến khắp nơi, tặng cho mọi người xem đọc, để họ nhận biết về Phật Pháp, tức có công đức lớn nhất, tức các vị nhất định sẽ khai mở tâm trí và thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. In kinh đây không phải chỉ in một quyển kinh cho mình dùng, tự mình khai tâm mở trí, mà là in số kinh sách lớn, giúp phương tiện cho mọi người đều có cơ hội khai mở trí huệ. Hòa thượng kể, lúc tôi còn trẻ, mới đầu tôi không biết giảng kinh, còn làm các công tác hoằng pháp khác thì sao? Là công tác gì? Tức in kinh. Thí dụ như có người muốn in kinh, tôi bèn hùng tiền in kinh, in vài trăm vài ngàn bộ, sau đó từ từ gửi tặng bạn bè thân quyến. Vào năm mới hoặc tới khi chúc mừng sinh nhật của họ, tôi liền tặng họ một chút quà. Là quà gì? Tức kinh Phật. Bởi người Hoa thích giấy đỏ, cho nên tôi gói bằng giấy đỏ rất trân trọng rồi gửi tặng họ. Tôi nói, tôi tặng anh món quà này là vật rất quan trọng. Tại sao? Vì quà này sẽ cứu giúp cho pháp thân huệ mạng của anh. Tôi là bạn của anh, cho nên tôi đặc biệt đem Phật Pháp mà tôi thích nhất biếu tặng anh đó. Tôi thành khẩn nói với anh bạn như vậy, thì anh ấy nhất định sẽ xem sách rồi sanh lòng hứng thú đối với Phật Pháp và sẽ tìm tôi hỏi, bộ kinh này anh thỉnh ở đâu vậy? Tôi còn có bạn bè khác muốn có bộ kinh này, anh có thể nào gửi thêm cho tôi vài bộ nữa không? Tôi cứ vậy mà làm, thế là tôi lại gửi cho anh ta thêm một bộ kinh nữa. Ở Đông Bắc tôi không có gì khác, chỉ là có rất nhiều kinh Phật. Kinh Phật trong phòng tôi sợ còn nhiều hơn kinh sách ở Phật giáo giảng đường Hồng Kông nữa. Tôi đến chỗ nào là có rất nhiều kinh Phật theo đó, vì tôi thích nhất là in kinh Phật. Hiện có thể dùng máy để in các bài giảng ra, tôi rất thích cách hoằng pháp này. Tôi đối với công tác chuyển pháp luân bất thoái là như vậy. Hy vọng mỗi người cũng đều nỗ lực tận tâm đối với công việc này. Vì kinh điển ở nước Mỹ rất hiếm hoi, nên chúng ta nay phát khởi in kinh trước tiên. Đây là một phương pháp hoằng pháp, một mặt in kinh tạo công đức, một mặt khai mở trí huệ của mình. Ha ha ha,